Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian vừa qua, các tổ công tác 141 tiếp tục phát huy hiệu quả phòng ngừa, trấn áp tội phạm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật tại các địa bàn công cộng, nhất là khu vực tập trung nhiều cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, bắt giữ nhanh các đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự, xe ba bánh giả danh thương binh, xe khách, xe tải, vi phạm luật giao thông đường bộ, phòng ngừa đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô. Lực lượng 141 đã kịp thời phát hiện, thu giữ nhiều loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, bắt giữ nhiều vụ việc phạm tội trộm cắp tài sản, tàng trữ vận chuyển trái phép chất ma túy, các đối tượng mang hung khí, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Sau khi tăng cường thêm 15 tổ công tác, lực lượng 141 đã kiểm tra xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông, tạm giữ phương tiện, phát hiện bắt giữ các đối tượng có dấu hiệu phạm tội, bàn giao các phòng, đội nghiệp vụ và công an các phường, đồn, trạm, thị trấn xử lý theo thẩm quyền. Công tác 3B của chúng tôi thì vẫn thực hiện chốt tại các cái vị trí trọng điểm phức tạp về hình sự, kinh tế, và qua cái công tác kiểm tra chúng tôi cũng đảm bảo về cái vấn đề trật tự an toàn giao thông cũng như trên các cái tuyến để cho người dân để tham gia giao thông đi lại an toàn thông suốt từ nay đến Tết Dương lịch. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ chiến sĩ tham gia các tổ công tác 111 đã phát huy tinh thần trấn áp, đấu tranh với các loại thủ phạm, chấp hành nghiêm quy trình, quy định của pháp luật, điều lệnh công an nhân dân, giữ đúng tư thế tác phong. Chúng tôi đã xác định được nhận nhiệm vụ của đi công tác 141, và thứ nhất là phải chấp hành các cái nghiêm các cái quy định và của ngành cũng như là công an thành phố đã giao nhiệm vụ, và trọng tâm vào đã kiểm tra những cái trường hợp như kẹp ba, tóc xanh tóc đỏ, lạng lách đánh võng, cũng như các xe mô tô chở cồng kềnh, cũng như các đối tượng điều khiển phương tiện cũng như đi trên phương tiện sử dụng các vũ khí hoặc là ma túy để làm sao đảm bảo cái trật tự an toàn giao thông cũng như an ninh trật tự từ nay đến cuối năm. Việc triển khai bổ sung 15 tổ công tác 111 tại công an các quận huyện nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả sức mạnh đấu tranh trấn áp tội phạm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật để bảo vệ sự bình yên của thủ đô.